Tin nóng anh chị ơi, hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị nhé, một khu vực mà để cho anh chị đáng đầu tư cũng như là an cư lập nghiệp tại đây ạ. Đây chính là khung cảnh buổi chiều của khu công nghiệp Minh Hưng 3 tại thị xã Trơn Thành, Bình Phước. Đây như anh chị nhìn thấy không ạ? Đây là cảnh công nhân đang tan ra nha, rất là đông anh chị ơi. Và hiện tại em đang bán những dòng sản phẩm nhà giá rẻ nha, nằm trong khu nghiệp này ạ. Nên anh chị nào mà đang kiếm một khu vực mà mình để đầu tư cũng như là an cư, đây chính là thời điểm vàng cho anh chị nha. Quá trời đông luôn anh chị ạ. Công ty xí nghiệp thì đang hoạt động, công nhân tan ra mua sắm này, buôn bán kinh doanh cực kỳ là sầm uất nha. Đây chính là cái cổng khu nghiệp Minh Hưng 3 của thị xã Trơn Thành, Bình Phước ạ. Trước mặt anh chị đó là quốc lộ 13 nha, kết nối là Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước ạ, và sang cửa khẩu Hoa Lư, nên là cực kỳ là thuận tiện cho anh chị để di chuyển nhé. Đây chỉ vài công ty tan ra thôi mà đã đông quá trời luôn ạ. Đầy đủ các tiện ích như là nha khoa Sài Gòn này, cửa hàng xe Honda này, anh chị thấy không ạ? Không khác gì Sài Gòn mình nhé. Đây là tại là Trơn Thành, Bình Phước nha chị. Đối diện phía bên kia là cái chợ Minh Hưng. Đây là mặt tiền quốc lộ 13, bách hóa xanh này, kinh doanh buôn bán là đầy đủ tất cả những tiện ích, nên anh chị về đây mà sinh sống và làm việc thì không thiếu một cái gì luôn ạ. Hiện tại toàn đang bán những cái căn ở đây là diện tích 5-14 nhá, xây một trệt một lửng, hai phòng ngủ, một phòng ngủ ở trên, một phòng ngủ ở dưới. Đây, như mẫu nhà như thấy không ạ? Thiết kế cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp. Và giá những cái căn này thì toàn đang bán là những cái căn nhà thô nha, thì là 620 triệu một căn. Còn anh chị muốn mua cái căn hoàn thiện như vậy thì chỉ khoảng là 900 triệu là anh chị đã sở hữu được một căn như vậy rồi ạ. Có hai setup cho anh chị nha. Thứ nhất là anh chị có thể là lấy về để mình tự hoàn thiện theo ý thích của mình. Cái thứ hai là anh chị có thể là lấy những cái căn hoàn thiện sẵn của công ty đã hoàn thiện rồi, thì anh chị có thể là mua những căn này mình về mình ở luôn hoặc là mình cho thuê được luôn nha. Và hiện tại anh chị ở đây mình đầu tư ra thì mình sẽ thu cho từ 3 triệu đến 3 triệu rưỡi trên một căn cho thuê nha. Tại vì khu vực này gần ba khu nghiệp lớn là Minh Hưng Hàn Quốc, Minh Hưng 3 và Citico Nhật Bản. Nên anh chị nào mà đang quan tâm đầu tư hay là mua ở về đây thì hãy liên hệ lên cho em Toàn nhé.